áo hoodie du nhập vào Việt Nam, tạo nên cơn sốt cho toàn giới trẻ bởi thiết kế trẻ trung, năng động và rất là cool ngầu. Và cho đến nay, những mẫu áo hoodie ngày càng đa dạng và cũng có rất nhiều cách phối áo hoodie siêu xinh để các bạn tha hồ mà kết hợp. Blog đẹp sẽ gợi ý đến các bạn 10 cách phối áo hoodie đẹp nhất cho nữ ngay bây giờ nha. 1. Phối áo hoodie với váy ngắn. Bạn nữ nào thì chắc cũng sở hữu vài chân váy ngắn, dễ thương và xinh xắn đúng không nào? Vậy tại sao không thử phối áo hoodie với chiếc chân váy để phô trương sự đáng yêu điệu đà của mình? Nếu muốn set áo hoodie của mình hài hòa hơn thì bạn nên diện áo hoodie trơn bạn nhé. Và đây chính là set áo hoodie vừa năng động, lại vừa bánh bèo khiến bạn nổi bật đấy nhé. Bạn có thể mang giày búp bê, sneaker hoặc là boot đều phù hợp với cách phối áo hoodie này nhé. 2. Phối áo hoodie với áo khoác da. Một chiếc áo khoác da sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài cá tính mà cũng rất là cool ngầu. Cách phối áo hoodie với áo khoác da cũng rất là đơn giản. Bạn chỉ cần kết hợp áo hoodie với áo khoác da. Với quần skinny và giày sneaker, đã trở thành soái tỷ vạn người mê rồi nha. Khi bạn diện xét trang phục áo hoodie này, bạn cũng nên trang điểm theo style lạnh lùng, cá tính để gây ấn tượng mạnh hơn nữa nha. 3. Phối áo hoodie và quần jean. Một chiếc quần jean có thể mặc với hàng tá những thể loại áo khác nhau. Phối áo hoodie và quần jean được xem là set quần áo đẹp dành cho các bạn nữ trong những lúc bí ý tưởng phối quần áo đẹp. Nếu bạn là người ưa thích style đơn giản, năng động, hãy thử kết hợp áo hoodie với quần jean và giày sneaker. Là quá đủ cho outfit, street style rồi nha. Áo hoodie phối với quần jean vừa đơn giản nhưng trông vẫn sành điệu lắm nha. 4. Phối áo hoodie với quần short theo trend dấu quần. Trend dấu quần đã cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Những chiếc áo phù hợp nhất với trend dấu quần là những chiếc áo rộng, oversize. Vậy tìm một chiếc áo hoodie là quá phù hợp để bạn diện set trang phục trend dấu quần này rồi. Bạn có thể phối kiểu hoodie dáng dài và dáng suông với trend dấu quần này nhé. Và để set đồ áo hoodie đẹp hơn thì một đôi giày thể thao có màu tông xịt tông với áo là gợi ý hay ho. 5. Phối áo hoodie oversize nữ với bút cổ cao. Bạn sẽ thấy cách phối áo hoodie này rất phổ biến với các bạn trẻ ở Trung Quốc. Sẽ set áo hoodie oversize với bút cổ cao và tất dài sáng màu là cách phối đồ cá tính năng động dành cho các bạn gái. Bạn có thể đội thêm nón len hoặc là xách một chiếc túi xách size nhỏ để tạo thêm điểm nhấn cho set trang phục của mình nhé. Khi phối đồ với áo hoodie, bạn cũng nên make up thật sắc sảo vì style này không hợp với kiểu make up dịu dàng đâu nhé. 6. Phối áo hoodie với quần legging. Phối áo hoodie với quần legging để khéo léo khoe đôi chân nuột nà của bạn. Nếu bạn tự tin có vòng eo gợi cảm, thì hãy thử phối áo hoodie crop top để gây thêm tính sát thương với người đối diện nhé. Kết hợp áo hoodie crop top và quần legging để tăng thêm điểm nhấn cho vóc dáng cân đối, thon gọn của bạn. Bạn có thể tùy chọn kiểu giày yêu thích của mình, nhưng mà những đôi boot hoặc là sneaker sẽ phù hợp hơn trong set quần áo cho nữ này đấy nhé. 7. Cách phối áo hoodie với quần short jean. Cách phối đồ với áo hoodie này khá phổ biến và được rất nhiều chị em học hỏi. Cách phối áo hoodie với quần short jean không làm bạn phá cách đâu nha, vì đây là set quần áo cơ bản mà. Và để tạo thêm điểm nhấn cho set quần áo hoodie này thì bạn nên diện cùng với sneaker để trẻ trung và năng động hơn nha. Nếu thích bạn có thể mang thêm túi xách nhỏ hoặc là một chiếc ba lô mini để làm phụ kiện bạn nha. 8. Phối áo hoodie với váy dài. Đâu phải chỉ có phối áo hoodie với váy ngắn mới đẹp đâu nha. Một chiếc váy dài vừa qua gối cũng rất phù hợp để bạn phối cùng với áo hoodie đấy. Tuy nhiên nếu bạn có thân hình mảnh mai thì đây sẽ là set đồ đẹp. Tuy nhiên nếu bạn hơi tròn trịa thì không nên thử cách phối áo hoodie này vì sẽ làm bạn trông luộm thuộm và mất cân đối hơn.
9. Phối áo hoodie với quần jogger. Đây thực ra là cách phối áo hoodie dành cho nam, nhưng nếu bạn là cô nàng cá tính thì không gì phải ngại. Set áo hoodie và quần jogger này sẽ mang đến cho bạn sự cá tính và mạnh mẽ, rất phù hợp cho những ngày ra ngoài dã ngoại hoặc là khi đi tập thể dục. Nhất là hãy phối với giày thể thao để không bị lạc quẻ bạn nhé, vì set áo hoodie này không phù hợp với bốt hay là giày búp bê đâu. 10. Phối áo hoodie với đầm. Nếu bạn mặc một chiếc đầm suông thì bạn có thể phối áo hoodie thành áo khoác cũng khá là hay ho. Áo hoodie có khá nhiều công dụng trong phối đồ chứ nhỉ. Nhưng bạn nên nhớ rằng nếu muốn phối áo hoodie thành áo khoác thì ở bên trong các bạn nên mặc đầm suông hoặc là đầm rũ suông là đẹp nhất. Nếu bạn đang diện một chiếc đầm phòng công chúa thì hãy bỏ qua áo hoodie bạn nhé, vì set đồ này sẽ khiến bạn trông rất mập và thiếu thẩm mỹ đấy. Vậy bạn có ưng ý với 10 cách phối đồ áo hoodie mà blog đẹp gợi ý ở trên hay không? Bạn còn có ý tưởng nào hay ho để phối áo hoodie nữa hay không? Hãy chia sẻ cho nhiều bạn khác cùng biết với nhau. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.